Vâng, xin chào các bạn ạ. Mình tên là Điệp, là một thành viên của trang cá nạch chấm vn. Thì ở video trước mình có hướng dẫn là các bạn cài đặt Wordpress rồi đúng không ạ? Thì ở cái video này mình xin hướng dẫn cho các bạn về cài đặt giao diện cho nó ạ. Cái giao diện Wordpress đó, còn có tên gọi là tiếng Anh là như là theme hay sao các bạn đúng không ạ? Chúng ta lấy cái bài hôm trước cài đặt Wordpress để làm tiếp theo nhé các bạn. Giao diện hôm trước ha, mình lấy cái bài hôm trước nè. Đây là giao diện hôm trước mình đã cài đặt Wordpress. Sau khi cài đặt Wordpress thì có giao diện như thế này. Thì để mình cài đặt được cái giao diện cho nó thì tất nhiên đầu tiên mình phải vào cái trang là admin của nó. Admin của nó các bạn gõ theo đường dẫn là localhost wp bphở các bạn, rồi admin, rồi nó yêu cầu chúng ta là login cái tài khoản hôm trước mà các bạn đã cài đặt Wordpress đó các bạn. Lúc trước mình là tài khoản tên là nghĩa là đẹp đúng không ạ? Mật khẩu các bạn còn nhớ không ạ? 123 đúng không ạ? Rồi chúng ta bấm login. Thì nói đến về cài đặt thêm thì tất nhiên chúng ta trước tiên là sau khi đầu đầu tiên là chúng ta đăng nhập vào cái trang giao diện của nó, và tiếp theo là chúng ta phải cần một cái file để chứa các giao diện của nó đúng không ạ? Thì để mà có các file chứa giao diện thì ở đây ở trang cá nạch.vn thì mình đã sưu tầm một số cái giao diện. Các bạn có thể vào trang canada.vn vào cái mục là học Wordpress, rồi các bạn sẽ thấy là thêm Wordpress đúng không ạ? Thì ở đây mình chỉ mới sưu tập khoảng 11 thêm đúng không các bạn? Các bạn click vào vô 11 thêm Wordpress tin tức miễn phí có ribbon tuyệt đẹp nè. Ok, thì các bạn mình đã sưu tập được 11 cái thêm. Các bạn coi được cái thêm nào nó vừa ý với mình thì mình các bạn có thể tải về. Ok, ngoài ra thì ngoài ra cái trang của mình cái trang là 11 thêm này các bạn có thể là lên Google gõ là thêm WordPress thì một nó sẽ hiện ra cho các bạn lựa chọn đúng không ạ? Thì ở đây mình đã tuyển chọn như 11 thêm là tương đối về hài hòa, về nhẹ nhàng cho các bạn mới học WordPress, mà kèm theo đó tuy nó có nhẹ nhàng một xí nhưng mà nó đầy đủ chức năng, chẳng hạn như là nó hỗ trợ cho ribbon là phần ribbon thì nó hỗ trợ, đó là mình xem trên desktop hay cả trên điện thoại nó đều hỗ trợ cho các bạn đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta tìm thôi thì mình thấy thêm này nó ok ha, màu tím thủy chung ha, blog làm nay blog mà nói về tình yêu thì cũng ok lắm á. Thì mình chọn cho cái template này đi ha. Thì mình đã đào sẵn cái bản này về rồi đúng không ạ, để tiết kiệm thời gian ha, do nét của mình nó cũng hơi yếu quá nên mình đã đào sẵn tiết kiệm thời gian để hướng dẫn các bạn. Rồi mình đã đón một thêm tìm một cái nữa đó. Mình cũng đào đồng thời mình cũng download từ cái thêm này, Inconic One này. Các bạn có thể click vào chữ download này để download về máy nha các bạn. Theo sau khi download, click vào download thì nó sẽ download như về có dạng là file zip đó các bạn. Nè, cái tên là file zip hai file mình nè. Đã đào sẵn trước các bạn. Ok. Giờ mình tiến hành cài đặt, mình chỉ đau thế thôi, mình không giải nén y như cái lúc trước mà mình cài cái mã nguồn Wordpress khác là mình phải giải nén ra, nhưng mà ở cái template này mình chỉ đau về cái này, nó có định dạng file zip như thế này là ok các bạn. Thì các bạn quay lại cái trình duyệt của mình và vào cái trang quản trị đó các bạn, trang quản trị của nó các bạn bấm vào appear appearance đúng không các bạn, rồi các bạn bấm vào save. Rồi sau khi bấm vào thêm thì các bạn, ở đây là những giao diện mặc định mà khi chúng ta cài đặt Wordpress nó đã có rồi các bạn.
mình có bao giao diện như thế này không các bạn. Thì chúng ta vào, bấm vào Add New. Rồi chúng ta bấm vào Upload Theme. Chúng ta chọn cái tệp và chọn cái tới là hai cái file zip. Cái file zip hồi nãy chúng ta đã tải về. Thì đầu tiên mình cài thử cái file cái giao diện là Mio Mio gì đó ha, màu tím thủy chung đó ha. Rồi chúng ta bấm và mở lên. Rồi chúng ta ấn Install Now. Các bạn chờ một xí, nó cài đang cài cái giao diện cho mình đó các bạn. Đang giải nén ra nè. Khi quá trình cài nó sẽ hiển thị ra như thế này đúng không? Nó đang yên, nó đang cài đặt cái giao diện cho mình. Ok, khi nó hiển thị như thế này, Theme Intel Superly là nó đã cài đặt thành công rồi các bạn. Giờ chỉ việc là các bạn, cái này là mình cái link review đó, là mình xem. Còn cái này là mình trở về cái trang template, cái trang mà template hồi nãy, cái thang theme hồi nãy đó các bạn, cái mà để mình add new, mình upload theme đó các bạn. Rồi ở đây mình xin phép là mình activate, là mình kích hoạt nó luôn, dùng cái theme này luôn các bạn. Rồi các bạn click vô đó và chờ nó kích hoạt một xí ha. Ok, nó hiện như thế này, nó trở về cái trang theme hồi nãy là nó đã kích hoạt thành công rồi các bạn. Các bạn quay về cái trang web chính của mình ha, các bạn nhấn up name. Ok, thì cái giao diện mình mới cài tắt thì như thế này các bạn, nó đã ra như thế này. Mình mới cài xong thì tất nhiên nó có một giao diện ha, màu tím đúng không các bạn. Nào ok, thì để mình thấy sự thay đổi của nó, mình xin phép các bạn là mình cài thêm một cái giao diện nữa ha. Các bạn cũng bấm vào Appearance, các bạn bấm vào Theme và Add New. Sau đó chúng ta bấm vào Load Theme. Chúng ta chọn tệp vào chọn cái tệp còn lại ha, cái file zip còn lại ha. Commit. Rồi bấm Install Now. Ok, các bạn cũng phải chờ ha. Ồ, cái thằng này có vẻ nhẹ hơn đúng không các bạn? Nó cài đặt rất nhanh đúng không ạ? Rồi chúng ta còn ngần ngại gì nữa, chúng ta bấm Attribute gì đó lên để kích hoạt nó liền ha. Còn chần chừ gì nữa. Mỗi lần cài thêm mới là mình phải kích hoạt liền và xem thử nó thay đổi như thế nào đúng không các bạn. Rồi chúng ta lại bấm F 5 lần nữa nè. Ok, có vẻ cái thêm này nó ra hài hòa hơn ha. Có ra có vẻ là phần nào ra phần đó nó ok hơn. Có logo nữa đúng không? Đẹp quật red ha. Cái tiêu đề, cái title của mình đúng không ạ? Đó là cái thẻ mà nó mô tả là Justin Earth Hour website. Thì ý của nó là có lẽ là chắc mình nghĩ là mình cũng giỏi tiếng Anh chứ mình nghĩ là nó nói là một cái trang web lại việc sử dụng cái mã nguồn mở của nó thì phải. Thì giao diện mới nó ok. Thì cái việc cài đặt giao diện thì chỉ có như thế thôi các bạn. Các bạn chỉ việc cài và chi, các bạn với việc là lên mạng nè, tìm cái bấm vào gõ một thêm bột led thì tất nhiên nó sẽ hiện ra các trang có thêm bột led để các bạn tìm và thấy cái hình nào mà nó ok với mình thì mình tải về. Thì đa số nó có một số cái trang thì nó có cái chữ như demo, giống như cái trang của mình nè, có phần demo. Đó, phần demo thì chúng ta có thể là bấm vào cái demo này. Đó, chúng ta xem trước cái theme nó như thế nào. Nếu mình thấy cái theme này ấn định tương lai của mình làm là giống như thế này thì ok, mình có thể tải nè. Mình có thể quay về cái trang đó, cái trang ví dụ cái theme nó ở trang Canva đúng không ạ, thì mình quay về mình download này về đúng không? Ok, thì cái việc cài đặt cái template đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video này. Các bạn đừng quên là subscribe kênh.
để theo dõi những video mới nhất từ trang canh nạch.vn nhé các bạn. Chúc các bạn thành công ạ.